Quý. Hello, chào cả nhà. Hôm nay em ăn miếng trụ Hàn Quốc. Lúc này em ốm lắm rồi, chồng em mới ăn thêm tí xíu nữa cho mập mập chồng thương nhiều. Có ai miếng trụ không? Qua nhà em nè. Có ai thèm miếng trụ không? Miếng Hàn Quốc ấy. Chồng em nói á, đừng có để ốm á, dưới 60kg là chồng không thương đâu, 60kg đến 70kg chồng mới thương. Em lát cô em ăn đặt, lúc này là nồng hơi nặng nè, nồng dữ lắm rồi. Một mùa Covid ở nhà, ăn kỹ ngủ kỹ cho nên hơi ốm. Ôi, ăn không? Alo, chưa phần. Ngắn chết. À. Ăn hết con mày là sợ luôn. Ăn hết con mày là sợ miếng Hàn Quốc luôn, không bao giờ ăn nữa luôn. Cái miếng này ăn ngon lắm.